qua lên đây. Giờ sẽ lên trên đi chứ. Dùng thôi để đưa vào mỗi tay. Để không có đấu vẽ đâu. Gần xuống xíu ta các bạn nhé. Chú ngồi đào đó. Hình như bữa có quay một lần đúng không nhỉ?
Em nghe kêu có bụp không? Không có. Em có luôn hả? Rồi một thời gian không làm chứ không nhớ tan chị. Yeah. Bạn hay coi cái nặng mụn này. Cái kêu là nhiều người, chị hỏi là nhiều người nặng mụn đứa đáng biết. Kêu là chị hay mất. Hay mất cái hột mụn lên luôn á. Ý là có mấy hột mụn là chị mất lên chứ chị không nặng á. Dạ đúng rồi. Có bà kêu là chị hay mất cái nó. Thế thành ra em tìm lại được chị. Từng đoạn từng đoạn á. Tí nữa chị đưa em coi hệ. Coi cho em đỡ ghiền. Cái là cái lỗ chị cái lỗ là không làm nào. Sẽ bị sẹo một ít. À. Ừ. Nhưng mà thời gian liền lần lần không giống như nó lâu quá rồi. Để coi gì em. Cái là bị lâu quá rồi. Nói chung là mụn nhột là thường bị như thế. Có một bé khách bị như đứa không bị ở đây, tức là nó lúng vô là thành cầm chẻ luôn, không cầm còn chẻ luôn rồi. Ừ. Làm chẻ cái cầm ra luôn, không còn phục phục luôn. Nhưng mà lâu lâu chị thấy không qua lại là chị thấy nó cạn thôi. Chắc là phải thời gian. Chị móc lên luôn đấy. Đó. Nó kêu làm rước cái không biết chị đâu. Lâu lắm rồi bé nó đi, chị từ hồi xưa nha. Cái răng bà kêu răng nó mà bà mất. Bà không nhớ tên chị luôn. Hồi hôm trước cũng còn nhiều hơn đây mà. Mai mà hôm trước làm rồi trừ không lại qua lại cả. Hồi trước đỡ lắm mấy chị. Mà cũng lâu lắm rồi mới đi lại mà. Đúng rồi. Cái đi mà nó cứ từ hỏi. Wow. Đây cục nó bự. Chưa nặng. Chị biết răng mắng nổ không bị mụn ở dưới cằm nhiều rồi đâu không biết không chị? Đâu, chị trên trán cũng nhiều, trên trán nhiều nhất mà. Không, nhưng mà ở dưới... À, nên đi do em nặng cái thâm em thấy nhiều. Không, em ngay chỗ dưới, em khó chịu, em nhìn nặng á. Cái em hay nặng thành ra em thấy nhiều, không thâm cái em thấy nhiều. Chứ thiệt ra trên trán có hai cái má em nhiều nhất. Nó rải rác đều trên mặt em hết. Ủa, đau quá. Không có tiêu hết.
cũng đau quá trời. Rồi xong rồi. Tắt quay cho chị nghe.